Mạnh này. À, có hai bên đường có trang trí hoa. Nói chung là năm nay do dịch nên là mọi người không có đi đi không không có đi chơi hội xuân nhiều. Háo hức, không có háo hức. Hoa thì vẫn trang trí đó. Hai bên đường vẫn trang trí nhưng mà nhìn để cái cổng này, cái cổng là không có trang trí gì nhiều lắm. Buổi tối nó có một đèn đấy. Quay lại cái chỗ hoa hồi nãy á, em ủa, nó có cái công viên hoa với chỗ công viên Yến Phi nó có hoa hay là tụi cái gì không? Có. Đó. Em tới đó em coi thử. Là mấy cái clip ngắn ngắn á gửi cho ông John coi. Là cái Nha Trang Center phía trước này nó trang trí hoành tráng lắm nè, mà năm nay thấy trang trí sơ sài á, à, là chắc là tập trung của mặt sau rồi, mặt sau hoành tráng hơn. Đâu là đi Yosaka, trời ơi sao mà Yosaka bao nhiêu năm cũng không có đổi gì nhiều, chỉ sơn quét lại thôi. Sunrise Beach Resort. Cái bên một bên là bảo tàng Khánh Hòa. Đường bảo tàng Khánh Hòa đây, Sunrise vẫn lặng lẽ, sang trọng quý phái quý sự tộc. Cũ kỹ quá không sơn lại gì hết trơn vậy. Đây là viện viện vaccine, viện Pasteur Nha Trang, nơi xét nghiệm các loại bệnh, viện vaccine Nha Trang. À, có muốn thấy không khí biển không, sóng biển không, tấp vào lên quay lại biến về sóng biển vô sóng dạt vào thẳng luôn không kêu gì thẳng. Wow, biển quá to, sóng quá lớn, không ai tắm, không ai tắm cả. Many people here. Wow. Thôi, không có nên vào chỗ đông người.
không nên, không nên, thật sự không nên. Từ từ đi, vòng ngoài thôi. Phải luôn giữ khoảng cách. Cái thứ hai là phải giữ khoảng cách và bịt mặt. Ở Nha Trang là mọi người đang mọi người ở Nha Trang rất là mọi người ở Nha Trang rất là thoải mái với cái chuyện là đi ra đường mà không cần mask. Hoa theo từng lúa rất là đẹp. Nhưng mà too many people here. Đi chụp hình, đi du xuân. Đang dịch nên mình sợ lắm, không dám đến chỗ đông người. Đây là đường Lê Lợi. Đây. Rồi. Giữ bịt mặt nha, kêu quá á, hết rồi. Chùm bong bóng bán cho mấy bé thành xù con trâu rồi vậy đó. Quán xá cà phê rồi đông đúc. Mọi người rất là chủ quan. Rất là đẹp. Em nhìn ở kia xong kêu cái quay lại, nhìn bên kia rồi kêu cái quay lại. Thuyền em trôi trên sông trăng xa. Một chiếc hoa luôn.